Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nếu là fan của phim tội phạm Việt Nam, chắc hẳn các bạn đã từng xem các diễn viên vào vai những tên trùm xã hội đen khét tiếng. Và một điều thú vị là các băng nhóm xã hội đen trong phim dựa vào khá nhiều những tay xã hội đen khét tiếng ngoài đời thực. Nếu bạn muốn biết về những băng nhóm xã hội đen khét tiếng, hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay sau đây. Nguyễn Tiến Phương, Linh Hột. Nguyễn Tiến Phương hay còn gọi là Phương Linh Hột, sinh năm 1957 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, từng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Phát, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phương Linh Hột bị bắt liên quan đến vụ án giết người ngày 30 tháng 5 năm 2009 tại thôn Lục Chắn, thị trấn Hòa Sông, thành phố Móng Cái. Nhắc đến Phương Linh Hột thì ai cũng phải khiếp sợ. Anh là người có thể thét ra lửa, nói người khác nghe, làm người khác sợ, kẻ nịnh người run. Phương Linh Hột từ tên trộm trở thành ông trùm xã hội đen, vờ vét một mảnh đất Quảng Ninh dưới danh nghĩa doanh nhân. Cho đến một ngày, Linh Hột đã chỉ đạo thế hệ đàn em của mình giết chết hai nhân viên của công ty Hồng Kông để giành đất, chiếm đất và gây rối. Phương bị bắt vào ngày hôm sau và bị tòa tuyên án vào ngày 27 tháng 7 năm 2012. Ngô Chí Thành, Thành Trần. Ngô Chí Thành, tức Thành Trần, là đại ca tên tuổi của Hải Phòng những năm 2000. Hiện Thành Trần đang sinh sống tại Canada. Nhiều tay giang hồ khét tiếng như Cu Nen, Lâm Già, Dũng Bắc Cạn, Oanh Hà, Dũng AK, Dung Hà và Nam Cam đều phải nể sợ Thành. Thậm chí, Nam Cam phải từ bỏ nhiều vũ trường, nhà hàng để bảo kê cho Thành Trân và đàn em. Thành Trân có 3 tội danh cố ý gây thương tích. Anh được giới đi gàn kính nể vì không ỷ mạnh kẻ yếu, không gây sự với người lương thiện. Sau này, Thành Trân nối gót Dung Hà, nhiều lần không cản được thế hệ đàn em. Thành Trân đã bỏ giới giang hồ và sang định cư ở Canada. Vũ Thị Hoàng Dung hay còn gọi là Dung Hà, sinh tại phố Trạng Trình, thành phố Hải Phòng từ năm 1965 đến năm 2000, là một trùm xã hội đen khét tiếng ở Việt Nam. Dung Hà 21 tuổi, bị 12 tháng tù vì cướp tài sản của người qua đường ở khu vực chợ thứ 7, Hải Phòng. Năm 1991, Dung Hà bị bắt lần thứ 2 vì tham gia đánh nhau ở thành phố Sắt và bị kết án 7 tháng tù. Năm 1995, Dung Hà bị bắt và ngồi tù 7 năm vì tội tổ chức đánh bạc. Sau 3 năm rưỡi trong tù, Dung Hà trở về quê hương của mình. Tháng 10 năm 1998, Dung Hà vào thành phố Hồ Chí Minh tìm địa điểm làm ăn và mở sòng bạc tại số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1. Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2000, Dung Hà bị bắn chết trong quán karaoke. Nguyễn Thị Phúc hay còn gọi là Phúc Bồ là một trùm giang hồ khét tiếng ở Hà Nội những năm cuối thập niên 1990, người cùng thời với Khánh Trắng. Băng nhóm của Phúc đi giao hàng cho các tiểu thương với danh nghĩa là đội bốc xếp, nhưng thực chất là băng nhóm ngang nhiên bắt nạt, chèn ép người bán hàng. Chúng ngang nhiên thực hiện các hoạt động phi pháp như cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đồng thời thực hiện hàng chục vụ đâm thuê chém mướn lao động khiến một số người thương vong. Sau một số tranh chấp với băng đảng của Khánh Trắng, Phúc Bồ đã quản lý khu vực xung quanh chợ Đồng Xuân. Sau đó, Phúc bị bắt và kết án 9 năm tù tại trại 5 Thanh Hóa. Phạm Đình Nên, còn được gọi là Cu Nên, sinh năm 1957 tại Hải Phòng. Hắn là một trong những cái tên tội phạm khét tiếng khi được ghi với 22 tiền án tiền sự trong giới tội phạm Việt Nam. Vì anh ấy trở về từ trại tị nạn Hồng Kông, anh ấy nên được gọi là vua đâm chém. Từ tháng 7 năm 1993 đến tháng 3 năm 1995, Cu Nên cùng đồng bọn đã gây ra một số vụ án lớn trên địa bàn thành phố như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối an ninh công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, tổ chức đánh bạc, gá bạc, v.v. Tháng 3 năm 1995, kết quả là ngày 15 tháng 3, hắn và đồng bọn bị bắt tại số nhà 112, Lạch Tray, nơi cảnh sát thu giữ 3 quân dụng và một súng thể thao, một quả lựu đạn, 47 viên đạn và các loại dao khác nhau. Cu Nên lẽ ra phải bị kết án tử hình vào ngày 4 tháng 1 năm 1996. Lê Ngọc Lâm có biệt hiệu là Lâm Chí Ngón. Trong một lần vì cứu sư phụ Đai Gui Tài, ngón tay của ông đã bị kẻ thù chặt đứt nên được gọi là Lâm Chí Ngón. Lâm Chí Ngón là một trong những tên cướp khét tiếng của Sài Gòn từ cuối những năm 1969. Anh ta dùng biển số xe 67 cướp phá khắp các con đường, ngõ hẻm của Sài Gòn, có khi cướp hàng trăm cây vàng. Và tất cả chúng đều bị hắn đem ra làm trò cười, ăn chơi trác táng, ăn cướp không tiếc tay.
Lâm Chín Ngón bị bắt và bị bỏ tù vào năm 1970. Trong tù, Lâm Chín Ngón tiếp tục phạm tội. Anh ta lần lượt cùng tướng cướp lương danh Điền Khắc Kim ra tay sát hại Trương Khùng và đâm thẳng vào tim Cường Võ Sĩ, khiến gã này tử vong tại chỗ. Ông được trả tự do vào năm 1988 sau khi ngồi tù 20 năm. Ra tù, hắn quyết định bỏ giang hồ. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 7 năm 1999, khi đưa vợ con đi ăn tối, anh ta bị tạt axit vào mặt. Sau đó, vụ Nam Cam bị đưa ra xét xử. Lâm đã đứng ra tố cáo Nam Cam sai khiến đồng bọn tạt axit vào hắn. Lâm Chín Ngón đã từ giã cõi đời vào tháng 10 năm 2006, kết thúc cuộc đời đầy nghiệp chướng của mình. Trần Quốc Sơn, biệt danh Sơn Bạch Tạng, sinh ra tại Hà Nội. Sơn Bạch Tạng lớn lên như một đứa trẻ quậy phá, ngỗ ngược và thường được chính quyền địa phương cải tạo. Năm 1977, Sơn Bạch Tạng bị bắt vì móc túi. Và năm 1978, Sơn Bạch Tạng tiếp tục bị bắt vì tội danh tương tự. Thụ án năm 1980, Sơn tiếp tục phạm tội tương tự và bị bắt. Do phạm tội liên tiếp nên chính quyền địa phương buộc phải lập hồ sơ, đưa vào trại cải tạo ở Thanh Lâm, thành phố Thanh Hóa. Với tính cách điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, người con trai của ông được nhiều thế hệ trẻ tôn làm anh cả. Người con trai hiếm khi chửi thề, rượu chè và không bao giờ sử dụng ma túy, nhưng lại lạnh lùng, nổi tiếng với những vụ đánh chém máu lạnh. Trương Văn Cam, biệt danh Nam Cam, sinh năm 1947, mất năm 2004, là một trong những ông trùm tội phạm khét tiếng nhất Việt Nam. Nam Cam là bị cáo chính trong chuyên án Z501 nổi tiếng của Công an Việt Nam. Nam Cam cùng đồng bọn phạm tội nhiều lần khi bảo kê cho các nhà hàng karaoke, cơ sở đánh bạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam Cam bị bắt và kết án tử hình vào năm 2003 và bị xử tử vào năm 2004. Đây là vụ án gây chấn động dư luận, số tội phạm hầu tòa lên tới 156 người, bản án dài hàng trăm trang, phiên tòa kéo dài gần 4 tháng. Lê Văn Đại, biệt danh Đại Ca Thầy, là một trong tứ hoàng của giới tội phạm Sài Gòn cho đến năm 1975. Đại Ca Thầy. Đại bỏ học sớm vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề đánh giày, bán báo. Tên Đại Ca Thầy xuất phát từ một rạp chiếu phim nằm trên đường Nguyễn Công Trứ. Đại Ca Thầy là một trùm băng đảng khét tiếng đầu những năm 1960. Đại Ca Thầy và đồng bọn được bảo kê ở hầu hết các khách sạn, các nhà hàng, ổ mại dâm, tiệm thuốc, sàn nhảy ở quận 1. Làm việc với Bét, anh ta mở một số sòng bạc để thu tiền xu. Vào thời điểm đó, chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan đã ra lệnh bắt Đại Ca Thầy với tội danh dù đãng đặc biệt sau cái chết đột ngột của đại úy Trần Kim Chi, người đã được chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan bổ nhiệm làm đội trưởng đội phòng chống bãi trừ dù đãng. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, Đại Ca Thầy được đáp chuyến bay đến đảo Phú Quốc và bị giam giữ tại đây. Sáng ngày 7 tháng 1 năm 1967, được vợ và đàn em chuyển tiền từ đất liền, Đại Ca Thầy đã mua chuộc một số nhân viên bảo vệ trong trại tập trung và tổ chức vượt ngục. Trong quá trình bỏ trốn, Đại Ca Thầy cùng đàn em đã chạy về núi Tượng trên đảo Phú Quốc. Từ đó đến nay, không ai thấy Đại Ca Thầy. Dương Văn Khánh còn có tên khác là Khánh Trắng, một tên giang hồ khét tiếng ở Hà Nội cuối thế kỷ 20. Khánh sinh ra tại Hà Nội từ năm 1956 đến năm 1998. Khánh từng cầm đầu một băng nhóm gồm 19 tên tội phạm khét tiếng ở Hà Nội. Khánh có vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm, nhưng thực chất lại là một sát thủ máu lạnh giả dạng đại úy bốc xếp. Anh chuyên làm từ thiện để che mắt thiên hạ. Khánh từng bị tạt axit mạnh và theo tin đồn, vụ án do Nguyễn Viết Dũng, trùm giao búa ở Hải Phòng thực hiện. Khánh Bài bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 1994 tại nơi ở số 31/10 Nguyễn Thiệp, Hà Nội, bị tòa tuyên án tử hình về 4 tội danh giết người, cướp tài sản, trốn thuế và che giấu tội phạm, trong khi phải bồi thường cho nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, gồm hơn 3,5 tỷ đồng tiền phạt, 350 triệu đồng tiền thuế, án phí và tiền bồi thường cho người bị hại. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.